Rồi anh Phi chào các bạn. Trong buổi chiều ngày hôm nay anh Phi có hai cái đơn hàng, hai con thần rồng đại dương 676201, hai bạn tên Thái luôn. Một bạn là Quang Thái ở huyện Củ Chi, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đơn này thì Quang Thái đặt xong thì anh Phi cũng có liên lạc với mẹ nè. Rồi đơn này thì của bạn Công Thái nha. Công Thái thì lại là Long Biên, Hà Nội. Anh Phi cũng liên lạc với mẹ rồi. Và bây giờ thì anh Phi sẽ làm hai đơn này cùng một lúc luôn, bởi vì hai đơn này nó cùng mã hàng, cùng cách làm cho nó sẽ nhanh, và đóng hàng nó cũng sẽ nhanh ha các bạn ha. Trong những ngày qua thì anh Phi cũng nhận cũng được rất là nhiều đơn hàng, nhưng mà trong đó thì cũng có những đơn hàng anh Phi buộc phải từ chối giao hàng, bởi vì các bạn đặt hàng là trẻ nhỏ, quá nhỏ luôn á các bạn, cho nên nó là anh Phi không thể xét duyệt đơn được, bởi vì anh Phi không thể gặp được phụ huynh. Đụng tới phụ huynh là các bạn bỏ chạy ngay. Có một số bạn còn là quay ngược lại rầy anh Phi nữa kìa. Rầy là tại sao tôi mua hàng mà không giao hàng cho tôi, mà phải gặp ba mẹ tôi làm chi. Không có đâu các bạn, anh Phi không có làm khó các bạn đến độ như vậy đâu. Anh Phi chỉ có ý là check lại số điện thoại và check lại cái địa chỉ thôi. Tại vì nhiều khi địa chỉ các bạn cho không có chính xác, mà điện thoại các bạn cho bị sai. Giống như chiều nay anh Phi có một cái đơn chiếc xe tăng điều khiển từ xa giao đi, thì khi chat với khách lấy số Zalo của khách là một số, và khi giao hàng á, bắt đầu chốt đơn hàng thì anh lại cho thêm một số nữa. Thì anh Phi cũng có check lại cái số đó qua Zalo, nhưng mà cái số đó anh Phi nghĩ lại là của bà xã hay là của bé hay là như thế nào đó, nó cũng là số của anh thôi, nhưng mà do bà xã giữ hay là như thế nào đó, thì khi mà về tới trên đó shipper liên lạc á, thì cái người giữ cái số thứ hai lại không biết về cái đơn hàng này. Nhiều khi cứ ỷ y mua rồi quên, hoặc là công chuyện nhiều quá rồi quên đó các bạn. Cho nên nó là không có biết có đơn hàng cho nên từ chối nhận hàng. Và sau khi anh Phi liên lạc lại với anh thì anh Phi cập nhật lại cái số điện thoại của anh rồi, và hy vọng là đơn hàng nó sẽ thành công. Còn nếu đơn hàng sẽ không thành công thì giao quay trở về Abo, thì anh Phi cũng có khả năng là giao lại cho anh qua cái hãng giao nhận giao hàng nhanh, hoặc là một số hãng giao nhận khác cũng được, không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà các anh cũng mong muốn là bé mau có hàng để chơi. Rồi, thì cái cách đó là như vậy. Anh Phi vẫn muốn giải thích lại là tại sao anh Phi gọi điện, tại sao anh Phi xác nhận lại địa chỉ, tại sao anh Phi luôn dặn dò các bạn rằng là việc giao hàng hiện nay điện thoại là rất quan trọng nha các bạn nhé. Mặc dù địa chỉ các bạn có thể cho chính xác, nhưng điện thoại các bạn cho sai thì cái khả năng giao hàng sẽ không có cao đâu. Cái thứ ba nữa là các bạn ghi chú trên cái đơn hàng. Thường anh Phi rất ít khi ghi chú giao giờ nào tới giờ nào, bởi vì giao hàng bưu phẩm là từ 2 cho tới 5 ngày. Hàng về tới khi nào thì shipper sẽ liên lạc các bạn khi đó. Shipper sẽ gọi điện cho các bạn. Các bạn muốn giao hàng khi nào và khi nào rảnh, khi nào có nhà thì các bạn báo trực tiếp với shipper. Shipper họ sẽ sắp xếp công việc. Còn các bạn ghi nhận trên đơn hàng, đôi khi họ cảm thấy khó quá là họ có một số cách để họ không giao hàng đó các bạn nhé. Cái đó là kinh nghiệm của anh Phi nha, chứ không có nghĩa rằng tất cả các bạn đều gặp cái đơn hàng như vậy. Anh Phi chỉ nói chia sẻ kinh nghiệm với nhau để các bạn dễ dàng thôi. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ quăng con Yoyo này ra. Yoyo ở Abo thì luôn là như vậy, và tất cả các mặt hàng khác đều là như vậy nhé các bạn nhé. Trước khi gửi hàng đi thì anh Phi thường sẽ test Yoyo như thế này, sau đó anh Phi mới đóng hàng để gửi đi cho các bạn. Và anh Phi sẽ không để con này mới nguyên 100% nếu các bạn không yêu cầu. Bởi vì sao nó không mới nguyên 100%? Bởi vì 1% còn lại trong 100% đó là anh Phi dùng để anh Phi test cái con này nha. Con này thực sự bây giờ còn 99%. Anh Phi ghẹo các bạn đó. Tại vì đơn giản phải đảm bảo cái đặc tính là hoạt động bình thường rồi mới giao hàng nha các bạn. Làm điều này anh Phi không có lợi đâu nha. Chúng ta cùng có lợi chứ không phải anh Phi có lợi. Anh Phi mất thời gian nhiều hơn nha các bạn nhé. Mất thời gian nhiều hơn. Thay vì nè, không cần khui ra, chỉ cần vậy, bỏ vô hộp, dán giấy lên là xong. Không tới 2 phút nữa các bạn. Thì tội tình gì anh Phi đứng nói cho với các bạn tới đây đã là 5 phút rồi. Rồi con này anh Phi đã test xong. Con này anh Phi cũng sẽ test luôn. Hai con này thì anh Phi không có sợ nhầm hàng với nhau, bởi vì nó cùng mã nhé. Có dán hai cái giấy này, lộn hộp này qua hộp kia thì cũng chẳng sao nhé, bởi vì cùng con ở trong này nha các bạn. Rồi cái cách đó sẽ là như vậy. Còn gì để nói nữa ta? Chúng ta sẽ nói về Giáng sinh một chút xíu. Trong những ngày qua thì anh Phi cũng đã dành thời gian để bắt đầu trang trí Giáng sinh. Ngày mai thì anh Phi sẽ với anh Lĩnh sẽ lên kho sớm để chuẩn bị cái kho. Và trong tuần sau thì anh Phi sẽ cần khoảng 4 ngày để anh Phi nhập hàng.
Mỗi ngày thì bình quân anh Phi đoán là khoảng 10 thùng. Đó, nói chung cái lượng hàng kỳ này vào cũng khá là nhiều. Hy vọng là sau khi nhập hàng xong, anh Phi với chị Thư vẫn còn khỏe ha. Và cái giọng của anh Phi cũng sẽ còn trong trẻo để review hàng cho các bạn. Nếu không là mất giọng luôn đó các bạn nha. Và anh Phi sẽ cố gắng, anh Phi ghi nhận một số cái tình huống và một số cái hàng hóa của Noel. Tuy rằng nó cũng không phải tất cả đều là hàng mới. Mới là mẫu mới hoặc là hàng mới nha các bạn nhé. Mẫu mới hoặc là hàng mới. Nhiều khi mẫu mới nhưng mà hàng cũ là xài rồi. Chúng ta sẽ phân biệt một số cái khái niệm mẫu mới và hàng mới luôn nhé. Anh Phi với chị Thư đang nhập hàng cho Noel. Và thú thật với các bạn, phía sau lưng anh Phi, đây sau lưng anh Phi đang có 3 thùng hàng, 1, 2, 3 của một nhà cung cấp thứ hai. Nhà cung cấp này anh Phi tạm gọi là nhà cung cấp số 2. Còn ngày mai thì anh Phi với chị Thư sẽ làm hàng ở nhà cung cấp số 1 nha các bạn nhé. Nhà cung cấp số 1 và nhà cung cấp số 2 là hai nhà cung cấp mà rất là thân thiết với anh Phi với chị Thư. Và các bạn chủ cũng như là những bạn quản lý ngoài đó thì cũng cực kỳ dễ thương các bạn nhé. Chơi rất là thân nhé. Rồi, thân thì thân mà công việc vẫn là công việc nhé các bạn nhé. Chứ không phải thân là công việc làm sao cũng được. Anh Phi vẫn phải đảm bảo cái uy tín của Abo. Và bên nhà cung cấp thì cũng phải đảm bảo cái uy tín của cung cấp của mình. Họ sẽ chịu trách nhiệm về hàng hóa. Và anh Phi sẽ chịu trách nhiệm về bán hàng cho khách lẻ. Và sẽ test hàng. Và khi hàng có vấn đề, có lỗi gì khi trong quá trình test thì anh cũng sẽ báo lại với bên nhà cung cấp để nhà cung cấp xử lý nhé. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ đóng hai đơn hàng này. Và anh Phi nhắc lại, hai bạn chủ của hai con Yoyo này đều tên Thái hết. Một bạn là Lê Quang Thái, một bạn là Nguyễn Công Thái. Một bạn thì ở tận miền Nam Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Còn một bạn thì ở tận miền Bắc, ở thủ đô Hà Nội. Đều là hai cái thành phố rất là lớn của Việt Nam nha. Còn bây giờ thì anh Phi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.